Cùng bạn đọc sách xin chào quý vị và các bạn thân mến. Trạng trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, sinh năm 1491, mất năm 1585, là một danh nhân văn hóa, nhà tiên tri của Việt Nam. Ông không chỉ nổi danh về khả năng nhìn trước vận nước, ông còn nổi tiếng về tài thơ văn. Ông đã để lại cho hậu thế những tác phẩm có giá trị như Bạch Vân Am thi tập, Bạch Vân Quốc ngữ thi, các tập Trình Quốc công sấm ký, Trình tiên sinh quốc ngữ. Sau khi từ quan về ở ẩn, thoát khỏi vòng danh lợi đầy rẫy những bất công, Nguyễn Bỉnh Khiêm sống thanh bạch, quanh quẩn với thú điền viên. Nguyễn Bỉnh Khiêm có chùm thơ nhiều bài mang tên Trung Tâm Ngụ Hứng rất nổi tiếng, được sáng tác khi ngồi đàm đạo cùng các bô lão ở quán Trung Tâm, đa phần viết theo thể ngũ ngôn. Bài thơ thứ nhất trong tập này được nhiều người yêu thích và truyền tụng. Những vần thơ không chỉ nói về cuộc sống của ông trốn thôn quê, mà còn thể hiện các triết lý và lời răn dạy của ông về đạo lý nhân sinh. Sống giữa thời loạn lạc, giữ được chí thiện là điều đáng quý, là lý tưởng mà các bậc anh tài hướng tới. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bản dịch của Ngô Lập Chí. Sông ngòi vòng Tây Bắc, làng xóm bọc Tây Nam, giữa con nửa mẫu vườn, vườn ở bên Vân Am. Xe ngựa bụi không đến, hoa trúc tay tự trồng, gậy dép bén mùi hoa, chén cốc ánh sắc hồng. Rửa nghiên cá nuốt mực, pha trà chim lánh khói, ngâm thơ thừa tiêu dao, uống rượu thêm khoan khoái. Người xảo ta thì vụng, ấy vụng thế mà hay. Ta vụng người thì xảo, ấy xảo thế mà gay. Tính suy lẽ trời đất, nghiền ngẫm việc xưa nay. Đường đời rất gập ghềnh, trông gai cần phải cắt. Lòng người rất hiểm nghèo, buông ra liền quái quắc. Quân tử biết răn mình, chí thiện làm mẫu mực. Năm thế kỷ đã trôi qua, đọc lại những vần thơ của Trạng Trình, chúng ta thấy vẫn còn bao ý nghĩa sâu sắc. Đó chính là triết lý để đời mà Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dành cho hậu thế hôm nay và mai sau. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.